Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại. Thì hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3. Chúc cô chú anh chị bên gia đình người thân thật là nhiều niềm vui. Thì hôm nay em lại quay lại nhà của em Sang để giới thiệu cho cô chú anh chị xem một số cây của em Sang mới sưu tầm về. Thì trước mắt cô chú anh chị thấy là cây bông trang nè, rồi me. Nói chung là hôm nay là nhiều cây thành phẩm đẹp quá cô chú. Rồi cần thăng, rồi có mai quắn nữa đó, đinh sam, kiều hùng, nói chung là đủ các loại cây. Thì mời cô chú anh chị cùng gặp chủ nhà. Dạ, thì anh Khánh cũng đã giới thiệu thì con cũng không có gì hơn, thì xin gửi lời chào và kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Thì hôm nay con cũng về được một số cây như anh Khánh kể á, thì muốn gửi đến giao lưu với quý cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào có xem ưng mắt á thì cứ gọi điện ủng hộ cho con. Số điện thoại con là 0787904606, gọi sân bay Cần Thơ. Thì trước là ủng hộ, sau là mình coi như là mình giải trí biết thêm một số cây nữa. Thì có gì cô chú chị bỏ qua giùm con. Cái đầu tiên là cây cần thăng. Dạ. Cần thăng ha em, cần thăng quái ha. Dạ. Cây này thì 300 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi. Dạ, cây mã số 1. Giống như cây liễu ha, mình dạ. Sửa nó rủ xuống ha. Dạ. Đó, cây này cây mini thôi. Mini để bàn cầm tay của chú ơi. Bao ship 300 ngàn thì cũng như cái chậu này cũng mấy chục người tiền ship thì cũng ra còn có nhiêu tiền thôi chú ơi. Dạ. Cái này đặc biệt có cái quái ha. Cao nó lên là 24. Rồi. Cái này cho ngang là được 10. Rồi. Dạ. Cái thân này bằng ngón tay cái, con xin không đo, nó nhỏ quá, nó cỡ 6-7 à. Dạ. Còn cái cục này hình như là cỡ 14-15 hoành á. Nó có cái củ quái của dạ, chú. Dạ, 14 hoành. Rồi. Dạ. Đo sệ ngang đây thì nó bự hơn chút xíu. Dạ. Rồi vậy đây. Đó. Liền. Mini cây nhỏ nhỏ 300 ngàn, nói chung là cũng vừa túi tiền quý cô chú á. Rồi 300k. Dạ. Bao ship toàn quốc em ha. Có đủ lứa hết chưa? Dạ. Rồi đổi luôn em ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là một cây linh sam. Cây này nó vừa qua đợt bông quý cô chú. Nó ra trái mít hết chưa? Cái này thì trái rất là nhiều cô chú thấy, trái nhiều là bông nó nhiều lắm cô chú ơi. Con mua về con để một hai bữa cái nó qua cái độ bông của nó. Rồi là cái trái với cây này bông là tím ghiệm luôn á. Siêu bông quý cô chú. Có chung ha, siêu bông ha. Dạ. Cây thành phẩm. Nói chung là cũng còn dây mà cô gỡ kịp, cây này cây thành phẩm rồi, gỡ dây là hết ngã rồi đó. Rồi. Dạ. Thấy có cái gọng nó siêu siêu cũng đẹp ha, cái bộ đế. Đó. Bộ đế bên đây thì nó khá hơn bên đây. Này. Rồi. Đó. Nguyên cái bộ đế nhìn cũng dạ. Đầy đặn lắm cô chú. Rồi cho cái thông số luôn em ơi. Cao lên thì được là 36. Đó. Tán ngang đó là 60. Hoành thăng con đôi vị trí này, sạch cây luôn đó. Là 12. 12 ha. Còn ở dưới đây thì nó bự hơn. Dưới đây nó tầm 17. Dạ. Cây cũng hoành khá là già. Hoành thăng con tính trên đây. Còn cái này là thôi kệ đi. Cây cũng khá già dạ. Cô chú. Rồi, nguyên cái hoành đế em đo luôn hào hào thử cô chú ơi. Dòng nguyên cái hoành đế được nhiêu đây? Cái hoành đế này được là 48. 48 ha. Dạ. Rồi. Cây này sữa chi tay cũng mấy mùa đó quý cô chú. Nè, dây nè. Nó nghiến vô nè, rồi tháo ra rồi đợt này nữa. Dạ. Nói chung là nó chắc không trả được nữa đâu cô chú. Đó. Dây cái, cũ cái, rồi. Cái chi của nó bằng ngón tay cái con rồi. Dạ. Đây nè, mấy cái chi này là mới tháo ra luôn nè, là nó nguyên vậy luôn nè, còn cái này cũng tháo chưa kịp. Dạ. Nhìn nó không có tác dụng gì trơn, dây bây giờ là nó hết hết ấy rồi. Cô chú anh chị mua cái cây này về mình đổi cái chậu đẹp, cái chậu hình chữ nhật á, là cái chậu này nó cạn lòng lắm, nó tầm con tắc máy à. Rồi. Mình rút lại, mình vô dây lại. Đó, cây này là mua về là chơi luôn. Cây này con bán cái giá là 1,5 triệu, con bao ship toàn quốc. 1,5 triệu ha. Dạ. Cây nói chung là cây thì mình cũng sửa chi tay sơ khai rồi, mình chơi được cây thành phẩm, mình thời gian nó chăm lâu lắm nha quý cô chú. Dạ. 1,5 triệu. Dạ. Ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Rồi đổi luôn em ơi. Tiếp rồi. Theo cũng là một cây linh sam lá chung siêu bông, cũng cái nhà cây này là dáng quái quý cô chú. Mới vô dây lại. Rồi, có dạ. Cái bộ đế nó nôm lên cao ha. Đây. Như hồng ngọc mai cây vậy. Cây này sửa một nước dây thôi, nước này là nước thứ hai. Dạ. Đó. Cây này mình bẻ cúp xuống được nữa nè. Cái này mình cũng cúp xuống được nè. Đó.
cũng giống như cây cần hai gốc đầu, dán liệu rủ với cô chú, liệu rủ đế, đế sổ đây, đặc biệt nó có cái bộ đế cả gang tay mình á. Dạ. Em đâu thử mình đo, con đo chiều cao rồi con đo bộ đế cho cô chú xem. Dạ, cây này cao lên là 34 rồi, tán ngang của nó là 42. Dạ, cái đế sổm của nó là khoảng cỡ 18 tính rồi. Vị trí này đây, đế sổm 18 ha. Dạ, còn cái hoành này khoảng 10 quý cô chú. Cái này hơi khó đo cô chú thông cảm giùm nha, con đo cái này là cái hoành cổ đế nó là 10 rồi, 10 dạ. Rồi quen dầu nè, đây cái bộ đế rất là quái cái chú. Tay này thả xuống cái chi này là khoảng cỡ 30 mấy á, 34 luôn này quý cô chú. Dạ, bẻ rất lượng, lắc lượng ha. Dạ, rất là đẹp, có những khúc co nó rất là hay. Ờ, đặc biệt cái bộ đế ha. Dạ, đó bộ đế này, bộ đế nhìn nó sạch, nó không gối mắt mình nha quý cô chú. Dạ, rồi trong cái chậu lưu nhỏ thôi cô chú ơi, cái này hàng cầm tay. Dạ, mini. Rồi đâu em cầm lên cái tay rồi đây đó, mình để gọn uống nước trà rồi ha, mình để dạ, trên cái bàn rất là đẹp đó. Ở bông tím luôn, bông lát đác rồi cô chú. Dạ, rồi cái này giá sao đây em? Cây này cây mã số 3, con bán giá 1 triệu, con bao ship toàn quốc. Rồi 1 triệu ha. Dạ, thì con cũng xin nhắc lại là cây thành phẩm, nên quý cô chú anh chị nào mà nếu mà có nuôi cây kiển thì quý cô chú anh chị đồng thông cảm bỏ qua giùm con. Cô chú anh chị nào mà chưa biết nuôi thì tại sao mà giá cả mắc quá, cô chú anh chị cứ tìm hiểu rồi sao hả ý kiến với con, tại vì cây thành phẩm mình nuôi á rồi cũng lâu. Dạ, chủ yếu là tính cây công. Dạ, đặc biệt cái cây này có bộ đế rất là quái cô chú. À, không đụng hàng luôn, rồi như hồng ngọc mai vậy đó. Rồi 1 triệu. Dạ, bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi, mã số 3. Tiếp theo là cây, rồi tiếp theo mình có cây gì nữa đây? Cây me, cũng là một cây thành phẩm luôn quý cô chú ơi. Hôm nay cây quái quái không ha? Dạ, mỗi cây có một cái dáng khác nhau. Ồ, cái cây này thì nó có cái tàn gớt rất là mịn nha cô chú. Đây, dáng rất là đẹp ha, cây này là về chơi liền được ha. Dạ, đặc biệt cái thân với cái củ nó cũng đắt luôn. Đó, bộ đế khá quái. Cây này ông chủ chia sẻ là cũng đã sửa là khoảng 4 năm trời nha quý cô chú. Rồi dừng ngay. Dạ, vị trí này mặt tiền. Đó, đây em ơi. Đây, thì ở trong này nó cũng mịn đó chứ cô chú. Đó, cây này là mình nếu mà mình nuôi chi nó xương nó dày một xíu, mình ngắt lá nó ra đọt non nhìn đẹp lắm quý cô chú ơi. Rồi. Dạ, cây này là chưa đẹp của nó đâu, nó ra đọt non nó đẹp lắm. Rồi cho cái thông số luôn. Dạ, Sang ơi. Đây, cao lên nó được là 62, tán ngang của nó được là 70. Rồi tán ngang 70, hoành thân ngay vị trí này là được 11. Có cái củ đế ha, cái củ đế nó là 31. Rồi. Dạ, củ đế cũng khá là khéo ha, nó bệnh cứ ngắt với nhau luôn vậy đó ha. Thốt thân nó cũng dài, thốt thân cái này nó lên khoảng tới đây chân cành luôn ha, là bẻ chân cành rũ xuống là khoảng cỡ 32 á. Rồi. Dạ, 32. À, đây, đây từ trên xuống nè cô chú. Nói chung là em nhìn thấy ở ngoài là cái mấy cái mặt cắt mà để làm thì nó cũng kéo bít hết trơn. Dạ, nó cũng kéo khá là mạnh ha. Cây này là gọi chưa gọi là cây thành phẩm tại vì nó đang còn dây ở trên dãnh, mình định hình một thời gian nữa mới gọi là cây thành phẩm nha quý cô chú. Rồi. Dạ, cây rất đây, là khỏe nè. Đó, xương chi sửa từng chi từng chi một, đặc biệt cái tàn rớt này nó liền lạc hết trơn. Dạ, nhìn rất là cân đối cái cây cô chú. Rồi, rồi cây này mình giao lưu giá nhiêu đây em ơi? Dạ, cây này con bán với giá là 2 triệu 4, con bao ship toàn quốc. 2 triệu 4 ha. Dạ, ship toàn quốc luôn. Dạ dạ. Rồi đổi luôn em ơi, một cây me rất là đẹp cô chú ơi. Tiếp theo cũng là cây me nữa đây, còn cây hồi nãy con đề xuất với quý cô chú vậy là gỡ ra đọt non là nó đẹp như vậy nè, nó đỏ đỏ rồi nó xanh xanh á. Rồi. Dạ, cây me, cây này me mini ha. Dạ, mini cũng sơ khai thôi, cây này là khoảng 40% thôi. Rồi. Dạ, cũng có chi tay đầy. Dạ, đủ hết trơn để cho mình chỉnh sửa ha. Dạ, đây, đặc biệt có cái bộ cũ, bộ đế cái thân nó cũng khá là quái, giống như cái con gì ngồi vậy, có chú bên đây nè, nhìn rõ hơn. Dạ. Đó, cây này cũng bán 900, cây mã số 5, cây me. Rồi, cả chậu. Dạ, luôn ha. Cả chậu luôn. Chậu lục giác nhỏ của con bao ship toàn quốc.
cao đó lên là 44. Rồi. Tán ngang đó là 50. Ngang 50. Cái hoành thân nó ngay vị trí này 11. Rồi được 11. Dạ, cái mình của con thú này nó tầm cao bắn là 15. Rồi. Dạ. Khoảng đó. À. Rồi. Mặt hẹo thì có chi nghe, mặt hẹo nó sẽ liền hết, những cái mặt hẹo này có chi hết. Mình dạ. Bẻ nó là vừa ha. Dạ. Tròn ha. Rồi, cái này 900 ha. Dạ dạ. Rồi, ship toàn quốc. Ship toàn quốc. Rồi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là một cây cần thân. Mã số 6 ha. Số 6. Rồi, một dạ. Cây cần thân rất là đẹp ha cô chú. Hôm nay cây quái quái không ha. Đây. Cây này sữa cũng như dạng là cây có chi có tay cũng bài bản rồi. Cây này mình vô dạ. Cái chậu đẹp đẹp nữa ha. Dạ. Để chừng rất là đẹp cô chú ơi. Cây này có dây định hình được quý cô chú ơi. Dạ, đã dây hết rồi. Đó. Đặc biệt cái đế nôm ha. Đây cái đế nôm. Dạ. Cây gọng lắc luôn. Cao lên được là 35. Tán ngang của nó được là 48. Hoành thân ngay vị trí này được là 12. Rồi 12. Cái bộ cũ đây nè. Cái cục ngay đó là bao nhiêu đây? 37. Rồi ngay vị trí dạ. Này là 37 ha. Rồi nguyên cái bộ cũ ở dưới bao nhiêu đây em ơi? Cái đế nè. Bộ đế nó là 45. Rồi. Dạ. Nó nôm cao lên nhiêu vậy? Nôm cao lên vị trí này. Tới đây 15. Rồi, dạ. Cây thì cô chú thấy trồng trong chậu mà dưới thì nó xanh đâm hết trơn ha. Mấy cái dạ. Rong rêu, mấy cái cỏ thì cây nó cũng nằm chậu lâu rồi. Rồi mấy cái tai cành thì mình cũng đã sửa vô vị trí hết trơn ha. Dạ. Đây, phía trên đây. Nói chung là một cây nhỏ nhưng mà khá là đẹp rồi cô chú. Đây. Cây mã số 6 thì cũng bán là 2.4 triệu. Cũng bao ship toàn quốc. 2.4 triệu ha. Dạ. Cây này chỉ thay cái chậu đẹp đó là chơi cô chú à. Dạ. Là mình cắt tỉa cho cái tàn nó mịn thôi. Dạ. Rồi 2.4 triệu. Này đủ cỏ chứ. Đây em quay vòng cho coi bộ đế. Đó. Nó nôm lên nhưng mà nó gom lại ha. Dạ. Lại sổ xuống. Đặc biệt cái thân nó lắc rất là khéo. Dạ. Đó. Đó. Cây này cũng bài bản chơi được rồi. Cây uống nước trà. Rồi dạ. 2.4 triệu ha. Dạ. Mã số 6. Gọn. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo luôn có cây mai quấn. Mai quấn ha. Dạ. Cái này mai ghép ha. Mai ghép. Cái này là cái giống mai quấn đúng không ạ? Đó. Đây. Quấn mà đổ cô chú. Dạ. Đây. Đây cô chú thấy nó quấn nè. Nhánh nó ra là nó quấn nè. Đó. Mà mai quấn thì bông rất là đẹp nha cô chú. Rồi. Cái củ đế cũng sáng sáng luôn. Cây này con cắt cái chậu đen này ra rồi. Đó, còn phải sổ chỉ, dưới cái chậu này rồi. Nó chỉ còn miếng ở trên nặng cho mình bao đất rồi thôi đúng không? Dạ dạ. Đó. Cây này đặc biệt là nó quấn rễ luôn á em. Dạ. Mai vàng nhỏ quấn rễ ghép mai quấn nha cô chú. Cây này thì cái hoành con không biết đo sao nó có chút xíu à. Nó bằng ngón tay cô chú. Dạ, ngón tay chỏ của mình á. Nhỏ hơn ngón đấu thôi. Đó. Này. Đó. Rồi mình khỏi đo đi ha. Tại vì cái cây này cũng nhỏ thôi. Dạ. Đặc biệt là cái cũ nó quấn. Mai quấn đế. Cái này là chiều đổ nó là được là 40. Rồi đổ 40. Cái tán ngang của nó là 36. Rồi cái này về mình lấy dạ. Về mình làm giống ghép cũng được ha. Đây cô chú đổ xuống đây nè. Đặc biệt là đây, ở trong này nó quấn hết trơn luôn ha. Đó. Nói chung là nhánh là ra nó quấn. Luôn cái chậu này con bao ship với giá là 1.2 triệu. Chậu giả cổ em. Dạ chậu giả cổ. Rồi. Dạ. Cái chậu không cũng mấy trăm ca rồi. Dạ dạ. 1.2 triệu ha. Ship toàn quốc luôn ha. Dạ dạ. Rồi đổi luôn sang đây. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cũng có cây mai. Đó. Rồi một cây mai vàng ha. Dạ. Cây này thì chắc có chơi rồi ha. Có chơi rồi quý cô chú ơi. Bể cũng được năm mấy à. Đó. Nói chung là
chi tay mình đã sửa rồi ha. Đây, nó có một cái mặt cắt ở đây đây, đang xử lý. Dạ. Đây, đó. Cắt tay của chú. Nó không hụt như quý cô chú. Rồi, cắt sành ha. Dạ. Này là mà cắt lâu rồi cô chú ơi. Cái này cũng mình tới mua về mình tới cửa nhà của mình, nhà thành phố á. Cái diện tích nó nhỏ nhỏ á. Mình để cây này chân nó rất là đẹp, bông thì bông cũng bông đẹp, bông 78, 678 cánh á. Và bông chùm. Một cây dán trực cô chú ơi. Có cái cụ có cái cụ đế sổ. Dạ. Cũng khá là đẹp. Ở đây. Tàn thì mít rồi. Đó. Cao nó lên được là 90. Rồi, cao 90. Tán ngang nó là 80. Rồi, tán ngang 80. Đây, xanh mướt mát hết trơn rồi chú ơi. Lá. Này là Tết mình chơi bông rồi đúng không em? Dạ, Tết ta chơi mùa bông rồi. Rồi. Cây này hoành ngay đây là 17. Ngay vị trí này là 17 ha. Rồi. Cái hoành của nó ngay vị trí này nha quý cô chú. Dạ. Còn cái này là cổ đế nè. Cổ đế nó tầm là 20. 20. Dạ. Rồi, cái đế. Cái đế con xin đo cái nguyên cái hoành đế luôn đi. Đây qua đây luôn. Rồi, dòng cái đèn này được nhiêu đây? 80. Rồi, dạ. Nguyên cái dòng đế là 80 cô chú. Con đo bề ngang quý cô chú anh chị tham khảo. Ngang nó là gần 30 á. Rồi. Dạ. Cái vách đế ngang này ha. Cái đế. Đó. Đây, cái bộ đế khá là khéo cô chú. Sổ từ trên đây xuống là 16. Rồi, 16. Dạ. Thoát thân luôn em ơi, thoát thân tới chân cành luôn rồi. Tới chân cành đầu tiên đó là 32. 32. Dạ. Đây. Nói chung là cây ấm tàn rồi cô chú ơi. Tứ diện. Dán trực ha. Đặc biệt có cái bộ đế sổ. Nhìn dạ. Nó cũng khá là già cổ ha. Đó, bộ đế rất là đẹp nè. Đây, cái mặt bên đây nè. Mặt bên đây có mặt cũng đẹp nè. Cây nó trực nhưng mà dạ. Lắc. Lên đây nó có lắc qua đây cô chú. Lắc nhẹ. Đó. Chứ không phải là thẳng đờ ha. Nhìn cây cũng khéo. Cây này cũng bán với giá là 1.800.000, cái mai vàng mã số 7. Rồi 1.800.000 ha. Còn bao ship 200 cây tại vì cái cây này mình đóng cái thùng. Mình gửi đi xa nó lại sợ mất xích. Cái này là rút chậu em ha. Dạ rút chậu. Rồi, còn mà này... gần nữa, gần với dạng là Cần Thơ, Hậu Giang, gần gần mé mé ngoài như Đồng Tháp này kia, Vĩnh Long này kia đó thì con giao luôn cả chậu luôn. Rồi. Dạ. Tại vì con chạy xem đang giao luôn. Cái này thì nếu không thích chơi nguyên thủy thì mình về mình ghép cũng những cái một ghép nó cũng vừa dạ. Không có nói chung là cây khéo cây nhỏ nhưng mà khéo cây 1.000.000 mấy em 1.800.000 bao ship 200 cây dạ rồi đổi luôn em ơi một cái máy vàng 1.800.000 của chú cô chú xem clip nếu có yêu thích thì xin mời nhấn đăng ký kênh để ủng hộ con và xem những cái clip báo giá mới nhất. Rồi. Tiếp theo cũng là cây mai vàng quý cô chú ơi. Cây mai vàng ha. Cây này thì dán trực luôn. Dán trực không cao. Không cao. Cây này cũng mã số 8, cây này cũng 1.800.000 luôn. Có bao ship 200 cây luôn. Dạ. Này thì mình làm tứ diện hết trơn ha, tròn dạ. Hết trơn, tròn vo luôn cô chú ơi. Cây này vô dây được 1 năm. Mùa bông rồi chơi lác đác cho mưa nhiều quý cô chú. Rồi. Cao nó tầm là 1.5 m quý cô chú. Rồi 1.5 m chiều cao. Tàn ngang luôn em ơi. Tàn ngang được là 100. Rồi tàn ngang 1 m. Đây cô chú, định hình dây mình nhìn thấy nó hơi rối thôi nhưng mà ban đầu thôi ha. Cái này mà tháo dây ra là nó tròn hết trơn rồi tại vì chỗ nào cũng có nhánh hết trơn. Cái này cây riêng luôn ha em. Dạ cây riêng nó uống tứ diện. Rồi. Đây, những cái mặt này là mình sứa là cây riêng nè. Mình sứa nó sẽ tức hụt ở dưới nè. Đó. Đã xử lý. Cây riêng ha. Dạ. Cái này có cái đế nó giống như là cái đế nó bò lết thôi, không gọi là thú được. Dạ. Đặc biệt là nhánh nó đều hết trơn cô chú ơi, tròn đó. Hết. Cái đế hoành. Khá là đẹp ha. Cái hoành của nó ngay vị trí này. Ở trên đây, hoành thân. Được nhiêu đây? Hoành thân nó được là 23. Rồi, 23 hoành thân. Còn cái vị trí này. Cái cổ đế ha. Cái này là cổ đế. Đây là cổ đế 26. 26. Rồi. Hoành đế thì đo chiều ngang thôi được. Hoành đế là vô cái chậu là chậu lọt lòng là 48, nguyên một cái bộ đế luôn.
là nó trường ngang là 48 đó, từ bên đây qua bên đây luôn. Dạ. Bộ đế này khá đẹp. Đó. Rồi, nó nằm cái dáng siêu bay ha, siêu dạ. Siêu nè, nó ra bắt đầu mới lên thẳng ha, đây, chứ không có thẳng lên. Đây cho quý cô chú xem. Đó. Đó nó vậy đó. Rồi. Chỗ này con để câu cỏ. Đó. Đây. Nó bò ra nè cô chú, cả gan hơn. Nói chung là cây thuần chậu rồi quý cô chú ơi. Dạ, mình không có rồi, dạ, tính mai bán rồi bán mai phôi cũng tội nghiệp con. Mà bán cái này thì mong cô chú anh chị có gì bỏ qua giùm con. Dạ. Đó, tròn tàn hết trơn ha. Dạ. Này thêm mùa nữa thì mấy cái tay nó bự lên thì cũng. Nếu mà 5 năm sau thì mình tạm che bông hẳn cả 70-80% bông của cây quý cô chú. Rồi, giá là 1 triệu 8 á em. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Bao ship 200 cây quý cô chú. 200 cây hả? Dạ, tại vì mấy cây lớn mình đóng thùng á. Nó căng lắm. Rồi. Dạ. Cô chú anh chị nào ở xa thì có gì có điện thoại trao đổi với con rồi có gì con hỗ trợ tiếp. Dạ. Rồi, 1 triệu 8 cô chú ơi, bao ship 200 km. Rồi, tiếp theo mình còn cây gì nữa không? Tới cây số 9. Số 9 ha. Dạ. Cây này là cây kiều hùng. Một cây kiều hùng. Dạ. Bông nó giống như cái bông của cây còng như quý cô chú. Rồi, màu dạ. Nó hồng hồng á ha. Giống như điệp lào vậy cô chú, nhưng mà cái màu nó hồng. Cây này bông đẹp lắm, con dám bao bông đẹp chứ quý cô chú, nhìn nó mê lắm. Rồi. Dạ, nhưng mà nó qua cái được độ đổ bông rồi. Nó còn những cái nụ quý... chuẩn bị nè. Đây những cái nụ nó nè. Dạ. Đây nụ nó nè. Kiều hùng. Dạ. Cái tên nghe cũng khá hay ha. Nói chung là cây này cũng nhỏ thôi nhưng mà nó đã vô thế vô bài hết rồi. Đó. Nó có cái rộng rồi cô chú, rộng cái C ha. Kiều hùng này mà cắt ra khui bầu ra thì mình trồng nhiều cái mẫu đế nó đẹp lắm nha quý cô chú. Cây này này. Đây cây đó. Này đế khá là đẹp ha. Đế nó ra ngoài mặt chậu luôn rồi. Nè. Rồi cây khỏe lắm cô chú ơi. Dạ. Về chỉ cần vô cái chậu ha, chỉnh sửa nhẹ là cây này đã vô được. Nước dây này là nước thứ hai. Đây. Nước trước đây. Dạ. Rồi. Nước này là nước thứ hai. Mấy cái nhánh này là vừa vô dây luôn dạ. Đúng không? Loại này nó cũng khá là dẻo á, mình dạ. Vô dây cũng yên tâm. Nhưng mà cái cây này là cây gin nuôi từ nhỏ lớn nên quý cô chú xem nè. Rồi, nuôi từ nhỏ lớn nuôi ra chi này cắn cắt bấm nuôi lại. Bây giờ nó đã clip rồi. Còn đế này là cô chú anh chị nhìn thấy nè, kiều hùng mà khó kiếm đế vậy đó. Rồi, cây nhỏ dạ. Ha. Cái hoành ở đây được 7. Hoành thân được 7. Dạ. Chiều cao cũng tính tới đây nó được là 40. Cái tàn từ bên đây nó qua tới bên đây nó là gần 1 mét. Mình làm cây đổ được không? Dạ. Tại vì nó có nhánh đổ nè. Đây. Đó. Nhưng mà nữa có cái gọng này là gọng chữ C nè. Nguyên một gọng chữ C luôn. Đó. Đặc biệt cái bộ đế ha, cây dạ. Nhỏ nhưng mà cái bộ đế cái thoát thân lên tới đây được 16 á. Nhiều lắm. Dạ. Rồi quay vòng luôn em ơi. Đó, cây kiều hùng ha, xanh dạ. Hết trơn. Rồi cây này giá sao đây? Sao cây này đây? Giá 1 triệu. Còn bao ship toàn quốc. 1 triệu ha. Dạ. Ship toàn quốc luôn cô dạ, chú. Dạ. Rồi. Rồi đổi luôn em ơi. Rồi cuối cùng là cây số 10. Cây trang. Trang cỏ. Nhưng mà mình ghép là ghép Mỹ Cam nha quý cô chú. Ghép đã dính bo hết rồi. Rồi. Dạ. Đỏ nhung á em. Dạ đỏ nhung. Đây. Ghép Mỹ Cam. Đây. Mình cây chơi hai màu luôn đúng không? Ở trên đó vẫn có một số đỏ nhung rồi đúng không? Dạ. Đây. Cái này là mấy cái này là ghép ha. Dạ. Rồi ghép thì những cái bo nào mà có dính băng keo là bo đó bo ghép đó quý cô chú. Cô chú anh chị nhìn thì dễ tham khảo hơn. Đây. À. Là mình chơi hai màu luôn dạ. Cô chú ơi. Cụ đế này quái nha. Cụ đế này nó bệnh như nhau luôn nè. Rồi nó dính nhau hết trơn luôn ha. Giống như một mẹ mà nuôi nhiều con vậy đó. Rồi. Đó. Bệnh với nhau liền lạc luôn á, nhìn đặc biệt là nhìn cái thân nó lắc ha. Dạ. Chứ nó không đơ cô chú. Nó gà mấy cái nhánh đúng mấy cái chỗ mình để sửa luôn cô chú ơi. À. Rồi. Rồi, đây là vị trí mặt tiền ha. Cái đọt. Đây. Xa xa chiều cao luôn quý cô chú ơi.
chiều cao nó là 76. Rồi. Tán ngang của nó là 60. Cái này không biết đo sao luôn. Con xin đo một cái thân đại diện thân chính của nó. Mình thân đo cái thân đó đã đi. Ngay đây. Là 12. Rồi được 12. Sát cổ luôn nè, sát cổ nó được vào khoảng 16 17 quý cô chú ơi. 10 có 15. Dạ mình được. Không đo được cái hết cái vị trí của nó. Rồi. Nhưng mà cái cũ ở đây nó nở rất là bự. Nó dính hết trơn ha. Dạ cái cũ này là khoảng cỡ là 21 đến 22 á. Nguyên dạ. Cái dòng đế là được nhiêu em? Nguyên cái bộ này luôn nè. Là nó được là 65 ngay vị trí này. Đó. Rồi 65. Dạ nó liền với nhau quý cô chú. Nó liền nhau hết ha. Liền khích bao không tách luôn. Nói chung là rồi. Nó rất là khéo cái cây ở cái cũ này. Dạ. Đây cái là em quay lại. Này Mỹ cam nè cô chú. Đây cái đọt này ha. Dạ. Nó có màu này còn cái cây nguyên của nó là đây. Cây nguyên của nó đỏ nè. Là đỏ nhung. Dạ. Đó. Những cái mục nào ghép là còn băng keo ha. Ghép là dính hết trơn xanh hết nói trơn. Nói chung là cây nó rất là mạnh, kéo xùi xùi hết trơn rồi. Đây cái đọt Mỹ cam của nó nè. Dạ. Đọt Mỹ cam, bông Mỹ cam. Tương lai cây này sẽ có một cái cây đẹp rất là hay, mình để mini, mình để chân chơi. Dạ. Rồi. Rồi cây này giá sao đây Sang ơi? Cây này cũng bán với giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu ship toàn quốc. Dạ. Ship toàn quốc luôn ha, cả chậu luôn em. Dạ dạ. Cả chậu luôn ha. Đây. Những cái mặt cắt này đã xử lý rất là kỹ cô chú. Đây. Rồi còn cái này là sao đây em? Cái này là cái này mới gọt lại. Mình mới gọt lại ha. Cho nó xù xẹo lên mình ghép được một bo nữa. Rồi. Dạ. Cây nhìn khá là quái ha. Đây cũng là cây cuối clip ha em. Dạ. 3,5 triệu. 3,5 triệu bao một cây đỏ nhung ghép Mỹ cam ha, mình chơi hai màu luôn. Rồi. Dạ, nói chung là cây hôm nay cũng như những hôm rồi cô chú anh chị xem á, có những cái cây mà gọi là thành phẩm mình về mình chơi được rồi á thì đã qua cái công nuôi dưỡng nó rất là lâu. Nên quý cô chú anh chị xem có gì nếu mà tìm hiểu thì đừng có thấy con tội nghiệp con. Thì con xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị đã xem hết clip. Thì số điện thoại con là 0787904606 được mong được giao lưu với cô chú. Nếu mà quý cô chú anh chị đến nhà thì con mời cô chú anh chị chung trà uống con miếng nước. Dạ. Cảm ơn quý cô chú. Rất cảm ơn Sang đã chia sẻ những tác phẩm của mình. Và rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.